Vô một cái chúc mừng sức khỏe luôn. Ôi, Rồi, chúc mừng một, sức hai, khỏe. ba, vô. Trời ơi. Quay, quay, quay nè. Con Quy Quốc nè, một tay cầm ly, một cầm ly. Một tay. Quay vậy. Hư, hư, hư. Bỏ vô. Bỏ vô chưa, kịp uống vậy giáo mà. Một tay cầm ly, một tay cầm đũa rồi. Một, hai, ba, vô. Đây thì cô bác anh chị ơi, bữa nay là anh Phạm Văn Thành xuống chơi ở ngoài Quảng Bình vô chơi. Thì trước nhất cũng bốc thuốc cho mẹ của ảnh là chị cái bệnh mà thấp khớp, nhưng mà bị khi mà lớn tuổi thì bị rất là nhiều bệnh luôn. Thì sáng thì Phong có dẫn anh Thành đi lên chú Ba Chầu á, thì cũng bốc thuốc xong rồi. Hôm nay thì Phong ở dưới quê thì có dịch gà, thì làm con gà để đãi ảnh, để nồi cháo là cũng chín rồi, giờ là xôi rất là nhiều. Bên cạnh đó thì bữa nay có anh Trung ẩm thực du lịch Việt Nam, thì ảnh cũng xuống chơi để phụ giúp cho Phong khi mà Trung vui. Đây, chào anh. Và bên cạnh đó là có Quy Food, là một trong những nhân vật mà trong khoảng thời gian qua mà gia đình của anh Thành ở ngoài á, thì chị Khuyên thì cũng đã mất rồi, cũng có một phần chung tay giúp cho gia đình. Đây thì còn mấy món nữa, ở đây có tôm nữa, nãy mấy anh em cũng mua tôm. Đây là lâu lâu anh Thành vô á, thì biết anh ở ngoài cũng thiếu hải sản, nhưng mà không có được ăn uống nhiều á, nên vô đây thì anh em cũng dán mà bấm bụng mà mua cho ảnh ăn. Đây thì nè, bây giờ mẹ Phong bây giờ trộn gỏi, một con gà trộn gỏi lên, trong đây rất là nhiều dao thập cảnh, cẩm á, cải bèo với da lá quế, dao dăm rồi dao húng lũi, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây còn anh Trung á thì cũng đang kiếm những cái đồ ăn thêm nữa, làm như không đủ ăn đâu quá đi kiếm thêm. Kiếm ớt. Dạ. Lấy ớt bỏ vô thêm anh để hao lắm. Rồi sao cười không ơi Uy? Bắt gà nè. Hả? À, nãy ai bắt gà hay vậy? Uy với dai. Trời ơi, bắt gà mà không lọt hào mới hay á. Bắt gà nhưng mà cái đầu bắt lại. Hả? Bắt gà xong rồi làm cái đầu toàn là lông với. Trời ơi. Tôi nhớ cũng. Này. Mấy đứa nhỏ giờ nó chơi rất là vui luôn. Rồi. Thì bây giờ Phong sẽ đi lên phía trước coi một cái bàn của mấy anh em chuẩn bị nhập tiệc. Anh Thành cũng đang ngồi phía trước của bác anh chị ơi. Sáng giờ ảnh đang đói bụng, là cái bụng bây giờ kêu ọt ẹt rồi. Sáng đói quá trời. Phong đợi khi nào về quê á, càng lúc càng đói á, cho dù nấu dở thế nào nhưng mà càng đói thì ăn sẽ càng ngon. Đây là phía bên cạnh, đây là có bà xã dấu yêu của We Food, bữa nay là cũng xuất hiện. Rồi mình sáng giờ cũng gọt bữa cho mấy anh em ăn nè. Rồi anh Thành, rồi sao anh, bụng còn kêu không anh? Dạ, lúng túng quá hả? Mỗi lần mà Phong với mấy anh em á ghi hình á, lia máy là gần ảnh á, thì tay chân nó rung lẩy bẩy à. Rất là hồi hộp, làm như mà con gái mà sắp về nhà chồng vậy đó. Rồi, sao anh, bữa nay xuống nhà của em là Phong Nguyễn, anh có cảm giác như thế nào không? Nói chung được xuống đây thì cảm giác rất là vui. Bởi vì được sự tiếp đón của Phong cùng như gia đình với là mấy anh em á, nhưng cảm nhận rất là thân thiện với là gần gũi á. Dạ, tại vì anh Thành nói ở chơi có 2-3 bữa à, chứ 1 tháng thì nó khác nữa. Tôi gấp à. 1-2 ngày thì lo được. Mà tới 1 tháng là chắc mấy anh em phải san sẻ lắm. Anh Trung hả? Đúng không mà cười. Nghe thấy nói hay thôi. Dạ. Ngày mai lên anh ha. Ừ, ok em. Dạ dạ. Giờ mốt là lên trên Quy nha, vợ chồng bà xã Quy luôn. Lên thì sao? Lên sao nói gì đâu, yếu xìu vậy? Chảnh nhỏ xíu à, lên thì vô quán không được như vậy. Rồi, không được cây nhà lá vườn. Thì bữa nay thì thiếu một nhân vật nữa, đó là Việt Nam Bốn Phương. Thì bữa nay á thì do ở dưới quê thì đang quay một cái hoàn cảnh đang cũng rất là nguy kịch ở dưới á, nên về chưa có kịp. Ngày mai mới có sự góp mặt của Việt Nam Bốn Phương của bác anh chị à. Đây là những cái món mà những anh em chuẩn bị trong ngày hôm nay để tiếp đãi anh Thành, rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Không còn món chính nữa. Còn một cái món chính ở dưới nhưng mà chưa có đem lên. Món chính mà sáng giờ nè dí con gà chả nó xì khó luôn. Rồi nghe sáng là We Food ở đây dí con gà mà té tuột quần luôn. Đúng không? Chạy lọt hào đúng không? Nãy nghe bà xã Phong nói á, chạy té lọt hào luôn à. Sao mà nãy giờ để ý mà không thấy cái quần nó ướt nè. Mới khô á. Mới khô luôn hả? Nãy nói té tưởng nó giả bộ không à. Thấy vui không anh? Dạ. Ở đây có cái bọc này nè. Cái bọc này là We Food nó đem xuống, nói là cái vụ này là vụ quan hay gì đó, Phong cũng không có biết nữa. Mỗi người uống một tí. Rồi nếu ai mà
đuối thì sẽ ăn một trái chuối. Bên kia có quà chuối luôn. Rồi, nhân vật chính trong ngày hôm nay, qua bên đây ngồi anh ơi. Qua. Qua ngồi anh. Rồi. Vô vị trí, vô vị trí. Vô vị trí nha. À, đây thì cô chú anh chị xem bây giờ là những món ăn là đã chuẩn bị là xong xuôi hết rồi. À, anh Phạm Văn Thành cũng đang lúng túng, đang ngồi lúng túng bên đây. Khi mà nói chung là bây giờ cái cảnh ở dưới quê thì cũng không có biết nói lên lời nào hết. Anh em lâu ngày gặp lại thì rất là vui, rất là mừng. Ai cũng cười rất là hớn hở luôn. Thì đây nè, đây là những cái món ở dưới quê á, thì có món món gà, món gỏi, rồi có tôm, rồi có nói chung là cũng nhiều món nữa. Nhờ mấy bữa sau Phong sẽ tiếp đãi anh Thành thêm nữa. Thì thôi thì Phong mời cô bác anh chị cùng dùng cái bữa tiệc nho nhỏ cùng với anh Thành ở đây, cùng với mấy anh em luôn nha. Đây, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây những món rất là ngon. Thôi bây giờ Phong Nguyễn cùng với mấy anh em với anh Thành ở đây vô một cái chúc mừng sức khỏe luôn. Rồi 1 2 3 vô. Rồi mời cô chú anh chị luôn nha. Quá đã luôn. Em nãy giờ ngồi chơi nhưng mà ba Phong cũng đi ăn tiệc mới về luôn. À, ngồi chơi luôn ba. Bạn mới ăn đi cô con nó đi. Rồi, mới dọn lên chưa ăn đâu bà xã. Mới về dọn luôn. No chứ ăn no xuống nghỉ ngơi cho chống cậu. Ngồi đây tí qua kia rồi. Kệ nó, kệ nó, kệ nó có lớn có ngon. Ngon chung. Kệ nó thích gì gặp đây ngon bác. Gà Long An mua gà nhà Phong Nguyễn nuôi đúng không? Dạ. Gà này nuôi đúng ra là có 3-4 tháng là ăn được à, nhưng gà này rộng tới 1 năm mấy rồi đó. Quá bao nhiêu độ? Quá bao nhiêu độ? Năm mấy bạn sao phải tháng rồi đây anh nhưng mà nó trước là nhìn là no luôn hả? Dạ nhiêu đâu anh trời ơi lâu lâu anh vô mà. Dạ anh vào mà thế này ngày chết được. Dạ anh tính cổ gà gì mà vào đây trời ơi giao mà anh lúc nào mẹ của anh với mấy anh chị ngoại lúc nào cũng chăm sóc tụi em chu đáo hết, tối rồi phải còn văn mùng cho tụi em ngủ nữa mà. Ra ngoài kiếm còn gì mà vô đây lên nhà đi. Dạ. Tiệm đài nhiêu một ngoài chú đào. Dạ. Thôi dùng đi anh. Dạ dùng đi anh. Đây. Ê cô bác anh chị xem nè, WeFood vừa một tay cầm điện thoại, một tay gấp đồ ăn. Cái này được bật bật mất gì. Cho con xin cái gì. Bắt hồng lộc rồi nè. 50% nha. Dạ. Chấm liếm mọi mà năm ly chấm chấm liếm gì không? Nước ngọt hay mà. 100%. Nước ngọt đi trang. Trang. Để thiệt bẩn. Thôi vợ em đâu biết uống đâu. Cái này là nước nho ép thôi. Đây. Cô chú anh chị xem nè. Con gà, gà này trộn gỏi ngon lắm. Vừa có cải, vừa có dao. À, đủ loại dao á. Thành ăn tự nhiên nha. Với con này chấm vô rất là ngon luôn cô bác chị ạ. À. Rất là hấp dẫn luôn. Chết cha nó chưa học cái thói rồi. Mời kia. Ở đây cô chú anh chị nãy giờ ba Phong uống hết nổi rồi, ba Phong vô nhà. Để ba nãy đi đám về mệt ra đâu uống nổi nữa. Còn gì không? Đây là cái lỗ tai heo. Lỗ tai heo bên này mình kẹp với bánh tráng, với dao, với bún á. Ngon lắm. Sao? Nó cuốn chén không anh? Cuốn này. Ngon. Ngon lắm ạ. À. Ngon. Ăn đi mà. Thôi. Chào quý cô bác anh chị kính mến. Thì bữa nay á thì Phong cũng may mắn và có duyên khi mà một lần nữa thì gặp lại anh Thành. Nhưng mà không phải là ở ngoài quê, không ngoài Quảng Bình. Nhưng mà đặc biệt hơn á là hôm nay là anh Thành ở chính cái căn nhà của Phong Nguyễn ở dưới đây luôn. Nhưng mà cái căn nhà này không phải của Phong, là ba nhà mẹ của Phong. Thì Phong cũng xin phép ba mẹ là dẫn anh Thành về đây chơi và chăm sóc ảnh trong những 2-3 ngày kế tiếp. Thì bữa nay á, thì Phong cũng có những cái món ở đồng quê dân dã. Ở nhà thì có xích lại gần em, xích lại gần chút xíu là tiếng nó lớn. Thì ở dưới quê á, thì có nuôi mấy con gà,
Với heo thì ra ngoài chợ, thì tôm thì cũng da cũng thôi bấm bụng mua ăn chứ cũng khó quá. Thôi thì nói chung bữa nay cũng rất là vui rồi. Trong cái niềm vui nó cũng đang xen cái gì đó nó cũng mang máng, cũng nhớ nhung rồi. Xúc động, cảm xúc bồi hồi rất là nhiều. Thì bữa nay thì thật sự là cảm xúc nó không có thể nào mà diễn tả hết. Ở đây thì bên cạnh đó thì có WeFood là một nhân vật cộm cán ở đây. Nói chung không phải gì là dũng sĩ diệt mồi. Đi tới đâu là ăn sạch mồi đó. Đúng không? Đúng không? Cười đắc chí đúng không? Kính thưa quý vị, thì vừa rồi á, Phong Nguyễn có nói một câu là những món ăn cây nhà lá dừa, cái này là Huy không đồng ý. Tại vì cây nhà lá dừa là phải có một cua đồng ở trong này, đúng không? Thứ hai có một con có rô, trời không có con nào đâu. Trời khô quá, giờ không có cái hang nào để thon tay cho bắt con cua. Giờ chị còn đất cát không à, đất nẻ hết trơn rồi. Thôi sự thật là như vậy quý vị à. Trong suốt khoảng thời gian mà anh Thành đây, tôi biết là những ngày tháng trước đấy anh Thành cũng rất là và cũng rất là tuyệt vọng. Những chuyện mà không may, những chuyện không vui thì đến ngày hôm nay thì tôi cũng không nhắc lại. Và quý vị hôm nay quý vị cũng đã thấy rồi, anh Thành đây cũng phấn chấn lấy lại tinh thần. Và thậm chí hiện tại bây giờ anh Thành cũng đã đi làm rồi, kinh doanh được những cái hũ mật ong rừng của mình. Đặc biệt là mới vô là tặng ba anh em ba chai nữa. Chưa hết là thấy lỗ ba chai. Dạ, quý vị cũng thấy rồi. Đấy. Hôm nay được gặp anh Thành trên mảnh đất. Chắc lợi em sao đó. Mảnh đất mà quê hương, mảnh đất miền Tây của Huy đây. Thực sự Huy cảm thấy rất là vui. Và vui hơn nữa là gì? Hôm nay thì Huy cũng được ngồi đây cùng với các anh em YouTube trong thời gian qua cũng như là đồng hành với Huy như anh Trung nè, ông nè. Hôm nay thiếu Việt Nam Bốn Phương thôi quý vị à. Nếu mà có Việt Nam Bốn Phương là đủ bộ, tại Việt Nam Bốn Phương thì cũng hiện tại giờ cũng đi kết nối những cái hoàn cảnh ở dưới miền Tây á, chưa lên kịp. Nói chung thì hôm nay là Huy đến đây thì Huy cũng chỉ là ăn ké Huy ở nhà Phong Nguyễn thôi. Huy cũng không có không dám nói nhiều sợ Phong Nguyễn xíu nữa. Không cho Huy gói đồ đi về. Tay heo là lúc sáng là Huy phút tranh thủ ra nhà Phong Nguyễn có nuôi lợn và tặng cái món này. Con heo sáng nó la quá là do ông này cắt lại. Huy cắt mất cái tay. Huy cắt xong là con heo nó chảy nhiều máu quá là anh phải tu cái đường lại cho con heo. Nên thôi cứ vay tạm cái tay để làm món tay heo đó. Xong rồi còn cái tay kia thử tính xử sau. Thì đó cũng là những cái câu chuyện vui với hài hước ở dưới quê thì nói để cho phê phả qua ngày tháng cho vui thôi. Còn nếu cô bác nào có thích Phong Nguyễn hay gì á thì có thể ghé xuống ở dưới đây, ở dưới Long Hiệp với lớp công an thì có thể ghé nhà Phong thưởng thức những cái món đồng quê, trong khi hết gà có thể luộc dao ăn. Rồi bây giờ anh Thành á, có muốn nói lên cái cảm nghĩ gì không, gửi đến cô bác anh chị không anh? Nói chung Thành rất là ngại bởi vì ở vào được miền Nam đi được Phong Nguyễn như cũng như là Facebook vừa như là được gia đình ông bà bố mẹ của Phong á tiếp đãi rất là chu đáo. Bởi Thành rất là biết ơn, cảm ơn bố mẹ của Phong cũng như là các anh em rất là nhiều. Mà cùng trao đổi thì cũng rất là ngại bởi vì lúc đang ngoài quê của Thành thì không có cái gì cả. Nhưng mà vô đây được sự tiếp đón chú đáo như bao nhiêu món rất là ngon. Cảm giác là rất là món ăn thức ăn ở trong này là rất là ngon hơn ở quê hương Thành. Bây giờ anh gấp một miếng đi là gấp lên ăn thử. Nhà Thành thì chẳng có gì mà vô đây là bao nhiêu là đồ. Là ngày. Chứ không phải mở nồi cơm ra đúng khứa có kho 50 ăn à. Đúng rồi, rồi. Bây giờ Phong sẽ thể hiện cái tình cảm của người em dành cho anh trai của mình. Thầy kẹp miếng dao nữa. Đặc biệt á, ở dưới Phong á thì có mắm mắm này kêu mắm tép, mắm tôm gì Phong cũng biết, kẹp một miếng lỗ tai heo, thêm kẹp một miếng dao nữa. Ngoài cái món mắm. Thì bây giờ anh Thành thưởng thức nha. Cái miếng này là giống như tình cảm của em dành cho anh nha. Rồi, anh cảm ơn nha. Thả to miệng ra. Cắn đũa luôn. Nước lộn nước tiếng nhiễu kìa. Chui giời ơi Phong ơi. Xúc động quá. Thành khóc luôn kìa. Thôi thì đó cũng là những cảm xúc của anh em ở dưới quê á. Thì nói chuyện, nói chung là ba anh em là gặp trong cái khoảng thời gian không phải là nó lâu, nhưng mà gần như là mấy anh em á là cũng làm như là kiếp trước là quen biết nhau rất là lâu rồi. Nên gặp nhau cái là không có thể nào mà nói lên cái được cái điều gì hết, thì cứ là quyến luyến rồi khi mà về cũng rất là bình dịnh luôn. Thì thôi giờ thì cô bác anh chị cùng thưởng thức những cái món ngon trong ngày hôm nay, món ngon của Phong với mấy anh em thôi.
còn có thể là nhiều cô bác thì còn có món ngon hơn nữa, nhưng đối với mấy anh em của Phong nhiều nay cũng rất là trọn vẹn rồi, rất là ấm áp, rất hạnh phúc rồi. Thôi thì cô bác cùng thưởng thức những cái món ngày hôm nay luôn nha. Cảm ơn. Thôi mình cùng nâng ly nha, bây giờ mình cùng nâng ly nè, lo gấp hoài có nè, quay nè, con Quy Quốc nè, một tay cầm ly một cầm ly chưa kịp một tay quay vậy bỏ xuống chưa kịp uống vậy giáo mà một tay cầm ly một tay cầm đũa rồi. 1, 2, 3 vô. Cái gì à, cái cuộc đời phải gắn liền với chuyện bị làm nhục cái gì á. Nhục với ai biểu làm quá vậy, làm quá sẽ gắn liền với làm nhục. Thằng quá rồi thôi.